Chào anh các chú, sáng nay em đến đồ mà anh xem nó sao nào đi anh em á. Rồi rồi, 0319653147 giá lô đi, 0965270762. Đầu tiên 4 kg cà lê, to nhỏ đủ cỡ, 100.000. Cao 70, 100.000. Tiếp theo 4 xe này. Này được một cái như này đẹp thôi. Tổng chiều cao là 14 á. Đường kính vào khoảng 10. Bảng rộng khoảng 4,6. Cái này không có khóa này. Cái này không có khóa. Bạc đà 2 tầng. Này có khóa này. 2 khóa, 2 không khóa. Bạc đà 2 tầng. Cái bộ này 550 á. Nặng gần 11 kg đó. Cái 500.000, bộ này 500.000. 500.000 đó. Nặng 10 kg. Này được một cái này đẹp thế, ba cái này thì có 71, 500.000. Tiếp theo cái này, này hàng Brocaster. Đây là chạy bạc đàn 2 tấn. Tổng chiều cao khoảng 16,5. Đường kính vào khoảng 13. Bảng rộng có khoảng 5. Rồi. 5 x 2 nha. Cái bộ này 400.000. 400.000. Bộ này nhẹ hơn bộ hồi nãy á. Do cái nó thiết kế nhẹ. Cao 72, 400.000. Cái này nhợp thôi, tại chưa vệ sinh mà. Chất lượng thì còn khá đó. Tiếp theo bộ giấy này, bộ dây này dây rụt cả đấy, không phải trồng rớt đó. Ở 180.000 như này nhé. 108 cao 73, 80.000. Một cái máy này á, EZ này, 7542 này, mắc in da bắn này. Tình trạng của nó là bị chạy ruột á, ra thì thờ vào chạy ruột rồi. Bảng 250 á, về mẹ anh lấy gì lấy thì phụ tung á. Sang xe cái đó, 74 250. Rồi máy Ryobi á, 12V này, Ryobi 12V này, đồng pin 3 xéo rồi, bảng 600.000. Đâu cứng ngắc á. Này, tiếp tục có đen này, thẳng đầy đủ này, đảo chiều này, 600.000 nữa. Máy pin sạc cao 75, 600.000.
Em qua liêm á. Liêm này 40.000 á. Cái này có mọc đây này. Này dài 3 lý. Liêm về gọt. Gọt cây hay là làm gì làm á. Sắc lắm. Có 7, 6, 40.000. 77. Không có mọc á. Dây cả 3 lý á, 40.000. Bảy tám này, 30.000, cái này mỏng 1 lý ta. Mỏng 1 lý ta. Bảy tám 30.000. Bảy chín 30.000 nhé, mỏng 1 lý ta. Với mẹ nhà. Bảy chín 30.000. Lên sắc cày này 40.000. Dài là 45. Tầm 10 40.000. Lên bộ quả vòng 12-14 KTC thẻ con lói này. 17-19 này, dân má 22-24 thẹp xe đơ vơ tôn nó túm 27-24 23-26 hít 4 này 120 120. Một cái kẹo như này. Nó xéo xéo như này á, 50.000. Kẹo này dài 32. Tầm 2 50.000. Kẹo các tốn như này, dài 21 á. 50.000. Nhẹ nhàng á, cầm lực. Này 100.000 á. 100.000 á. Tầm 3. 100.000. Một cái cân như này này, không có hiệu á. Hiệu ghét tún như thế này. Đâu 1/2 á. Đạt chiêu. Bốn mươi nghìn tầm tư 40.000 bốn cái mắt này 90.000 tầm 5, 90.000 mấy cái mùi giống như cái hạt hạt để tiếng á, có 6 hạt á, 50.000 86, 50.000 tầm 7 mấy cái lưỡi này này, lưỡi móc rắn á. Cột nó là gần 15 á.
ngang là 12 này, cục thì gần 15. Có cái mẻ này mới về mai lại á. Chín mươi nghìn. KO 87 90.000. Hai kéo cắt nó hơi mẻ. 40.000. Tạm tạm 40.000. Đôi chuột 26 này 70.000. Số 26 hàng super 70.000. Hai giao tiền này. Tiền sắt 50.000. Nhỏ nhỏ thế. Dài 11 12 đấy. Này vuông là 13 lý. Chín mươi 50.000. Giáo làng giá này 30.000. Có chữ đấy. Nay về mai thêm ấy. Này, nó cao sắc. 91 30.000. Bốn xe này. Bán kính cutter này. Tokyo này, Uchimirumura này. Sáu ba nhân 37 này, đường kính 63 bằng rộng 37, tổng chiều cao là 9. Bộ này 107, thằng này thì chuẩn giá bắn rồi. Chín hai 170.000. Một cái bấm ghim á. Bấm ghim á. Hàng mắc á. Mắc. Hàng này sai bên lắm. Da bắn. Da bắn đấy. Hiện tại đã hết ghim đó. 101. Ngày nay 101 hết ghim đó. Trình 301. Hai cái vạch dấu hàng thủ công 30.000. Cái to cái nhỏ. Hình tứ 30.000. Vạch dầu. Mùi khoảng. Hai 200.000 mùi phải á. Có hộp mùi này còn trong bọc luôn này. Lắm 200.000.
Chỉnh trọng 10 gióa. Từ to lên nhỏ này, gióa này. Gióa này nằm trong hộp á. Cổ cây thì không nằm trong hộp. Mùi gióa nó nằm trong hộp này. Còn mấy một hộp nhỏ này, nhỏ tí đúng không? À. 100 nghìn đấy. Chín sáu 100 nghìn. Chín bảy là cạp. Cạp tay á. Tay cầm nó hơi cắm này. Xích thì nó hơi sức sức ra tí này. Này chắc cỡ 400 kg đó. Rồi cái này 100 nghìn đó. Này 100 nghìn. Trình bày 100 nghìn. Này thì bỏ con gai con lắc vào đây cho làm việc thôi. Đấy. Kéo cạp, kéo hàng rào. Rồi, trình bày 100 nghìn. Trình tạm cái này con Nguyễn này. Con Nguyễn, cái này 120. Chữ này thì cũng cỡ 400 kg đó, làm việc nhẹ nhẹ. Này đi hoạt động dễ đó. Chính tạo 120. Chỉnh cái cày này, cái này bổ 50 mm này. Này 50 nghìn. Có hãng. Chỉnh chỉnh 50 nghìn. Một kim nước á, xài 300 mm hàng MCC. Này 120. Hoạt động bình thường á. Còn mấy cái lưỡi cưa gỗ á, lưỡi này lưỡi 30. Bụng này. 6 này. 8. 12. 19 lưỡi á, lưỡi 30 á. 70 nghìn. Là 170 nghìn. Mỏ lết này. Tối 8 mô tố 50 nghìn. 250 mm. Miệng đẹp. Mục lẻ 2 50 nghìn. Một cái xúc đất nè. Cái sậu. Một cái cao rễ. Cao đất này. Hai cái này 30 nghìn. Hai cái chống lưu ô tô. Tâm tứ. Một là bốn tâm tứ.
mỗi lít 300 ml chrome barium, hàng cắt ráo như thế này, miếng đẹp á, rồi 80.000. Một lần 80.000. Đôi chuột 17-21. Đôi chuột 17-21 MCC 70.000. Một lần 70.000. Rồi đấy có mùi gió nữa. Mùi gió nhỏ. Này cái đồng hồ thì mới lắm. Nó nhỏ. 100.000. Một lẻ bạc 100.000. Một lẻ 8 này. Này tổ hồ cô ký này. Thằng hít báo 450 ml. Giá bán này 450 thì mở được 6,5 á. Hai trăm rưỡi. Một lại tạm 250. Tiếp theo cái này super này. 350 ml này, vô dịch. Trăm bảy. Một là chín. Trăm bảy. Mùi đục 17 ml này. 40.000. Sai lược á. Da 27. Một cây răng rọc này 750 ký á, hàng mơ ca cá 200.000. Một 111 200.000. Tiếp theo cái này. Cái này hàng Amon đấy. 17, 19, 21, 23. 17, 19, 21. 17, 19, 21 đó. 70.000. Một 12, 70.000. 113 cái này của toner này. Này 19, 21, 23, 26. 80.000. 13, 80.000. Theo cái này 10 KTC này. 17, 19, 21, 23. 80.000. 114 80.000. Cặp cào dài 45. Hàng con ngựa 200.000. Một 15 200.000. Kim bẩm này, cá cốt tá xa số 3, dài 24 hoạt động hoàn hảo, 200.000. Sao 200.000. 17 này, cùng cá cốt tá,
dài 24 này, 200.000 nhé, hoạt động hoàn hảo. Vậy 200.000 kìm cắt cạp này, miếng đẹp á, cần nhẹ nhẹ tí tí đó, cạp xào lý á, 150. Nivô này, năm mươi nghìn, dài là 45. Máy 24V này, Hammer EZ6812 này. Thân máy vỏ bính nha, chưa tẹt, 700.000. Một 121. Cái này của Sanki 250ml, cần đây 50.000. Một 22 Chrome Varium Sanki 300ml, 90.000. Thức gấp này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cỡ 14 cây á, ngắn có dài có 100.000. Này bạn này dễ gọi á, này dễ gọi, nó không bị gầy. Một cây 3, 100.000. Một 242 bùa như này á, 40.000. Bộ này te nhẹ nhẹ đó. Rồi hai cái này 40.000. Nhỏ hơn hai cái kia. Hơi bể đây. Phim 125 40.000. Rồi. Hẹn anh clip tiếp theo.